Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài tập 9 trang 173 sách giáo khoa vật lý lớp 11. Nội dung như sau: một sợi quang hình trụ lõi có chiết xuất N1 bằng 1,5, phần vỏ bọc có chiết xuất L2 bằng 1,41, hãy xấp xỉ căn 2. Chùm tia tới hội tụ ở mặt trước của sợi với góc 2 alpha như hình 27.12. Xác định alpha để các tia sáng của chùm truyền đi được trong ống. Đây chính là hình 27.12 các em quan sát, mô phỏng lại một sợi quang. Và chùm tia tới hội tụ ở đây dưới hội tụ ở đây với cái góc là 2 alpha đi vào mặt trước của một sợi quang. Thì lưu ý cho cô là bài đang yêu cầu chúng ta xác định cái góc alpha này để chùm sáng này có thể truyền được ở bên trong ống. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích hiện tượng xem nó xảy ra như thế nào nhé. Rồi, đầu tiên thì các em thấy là khi mà tia tới mà gặp mặt trước của sợi quang có nghĩa là nó sẽ truyền từ không khí vào bên trong lõi của sợi quang. Thì nó sẽ bị khúc xạ. Cô giả sử đây là điểm tới. Thì chúng ta sẽ vẽ phát tuyến tại điểm tới. Các em lưu ý là chiết xuất của không khí thì lấy xấp xỉ bằng 1. Vậy thì chiết xuất N1 đề bài cho là N1 thì bằng 1,5, có nghĩa là lớn hơn chiết xuất của không khí. Do đó thì góc khúc xạ khi này sẽ phải nhỏ hơn góc tới. Vậy thì chúng ta sẽ vẽ đây là góc khúc xạ tương ứng với cái góc tới là góc alpha qua cái mặt phân cách thứ nhất giữa phần lõi và không khí. Sau khi truyền vào bên trong lõi thì chúng ta thấy là nó lại đến gặp mặt phân cách giữa phần lõi và phần vỏ. Cô gọi đây là điểm G. Điểm này là điểm Y. Tại điểm G thì vì chiết xuất của hai môi trường này là khác nhau, trong đó N2 thì nhỏ hơn N1, nó có giá trị bằng 1,41 hay xấp xỉ căn 2. Do đó ở đây thì chúng ta phải xét xem là nó sẽ xảy ra hiện tượng gì bằng cách là chúng ta xác định góc tới giới hạn của trường hợp này. Vậy đây, đầu tiên chúng ta đã xác định được đây chính là góc tới Y các em nhé. Góc tới Y tới mặt phân cách giữa phần lõi và phần vỏ. Điều kiện để cho tia sáng này có thể truyền đi trong sợi quang thì ở đây phải xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. Hãy nhớ cho cô là để tia sáng truyền đi được trong ống hay là trong sợi quang thì tại gì phải xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. Muốn tại di xảy ra phản xạ toàn phần thì nó phải thỏa mãn điều kiện. Điều kiện thứ nhất là chiết xuất ánh sáng sẽ chiếu từ môi trường có chiết xuất lớn sang môi trường có chiết xuất nhỏ hơn. Vậy điều kiện thứ nhất thì chúng ta đã thấy ngay được là ở đây ta thấy là N1 lớn hơn N2. Nên điều kiện thứ nhất đã thỏa mãn. Điều kiện thứ hai là góc tới Y phải lớn hơn hoặc bằng góc tới Y giới hạn. Với góc tới Y giới hạn được xác định theo công thức là sin của Y giới hạn thì bằng chiết xuất của môi trường 2 trên chiết xuất của môi trường 1. Thay vào thì các em có thể suy ngay ra được là khi này sin Y giới hạn chính là bằng căn 2 chia cho 1,5. Vậy thì suy ra Y giới hạn khi này sẽ có giá trị là xấp xỉ 70,53 độ. Đó là giá trị của góc tới giới hạn để tại Y xảy ra phản xạ toàn phần. Mà như ở trong đề bài thì chúng ta thấy là theo hình vẽ thì góc tới Y ở đây
sẽ có mối liên hệ với góc alpha như sau. Ta gọi đây là góc y và góc phụ với nó là góc beta. Thì góc beta này chính là góc khúc xạ có giá trị bằng với góc khúc xạ ở trong trường hợp khi tia sáng truyền từ ngoài không khí vào bên trong phần lõi. Như vậy thì ta sẽ có beta bằng 90 độ trừ đi y. Mặt khác, xét tại mặt phân cách. Mặt phân cách giữa không khí và lõi. Thì ta thấy rằng là tia sáng bị khúc xạ tại y. Do đó, có thể áp dụng định luật khúc xạ cho điểm này. Thì ta sẽ thấy rằng là L của không khí nhân với sin y. Sin của góc tới ở đây, góc tới ở đây chính là góc alpha các em nhé. Sẽ bằng N của môi trường 2, đó chính là N1. Tức là chiết xuất của phần lõi nhân với sin của góc khúc xạ chính là sin beta. Từ đây thì các em có thể rút ra sin alpha. Sin alpha khi này sẽ bằng L1, chính là 1,5 nhân với sin beta chia cho L không khí chính là chia cho 1. Vậy nó chính bằng 1,5 sin beta. Mặt khác ở trên thì chúng ta thấy chứng minh được là beta thì bằng 90 độ trừ y. Vậy hai góc beta và y phụ nhau. Do đó chúng ta suy ra được là khi này góc sin beta chính là bằng khi này nó sẽ bằng cos của y. Vì hai góc này là hai góc phụ nhau các em nhé. Sin beta bằng cos y, vậy thay vào đây thì các em sẽ suy ngay ra được là khi này sin alpha bằng 1,5 nhân với cos y. Mặt khác, ở trên chúng ta thấy là điều kiện để xảy ra phản xạ toàn phần tại gì? Là y ở đây phải lớn hơn hoặc bằng y giới hạn. Khi y lớn hơn hoặc bằng y giới hạn thì chúng ta suy ngay ra là cos y khi này, vì hàm cos là hàm nghịch biến nên cos y, các em nhớ cho cô, nó sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng cos của y giới hạn. Kết hợp hai phần này thì chúng ta sẽ suy ra được là sin alpha bằng 1,5 nhân cos y. Có nghĩa là nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 nhân. Có nghĩa là ở đây thì nó sẽ bằng là 1,5 nhân cos y nên nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 nhân với cos của y giới hạn các em nhé. Mà y giới hạn chúng ta tính ở trên là 70,53 độ. Vậy thay vào đây thì chúng ta nhân ra cái này nó sẽ xấp xỉ bằng 0,5. Do đó suy ra alpha ở đây sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng 30 độ. Vậy là chúng ta đã tìm ra điều kiện của góc alpha để tia sáng sau khi truyền vào phần lõi của các quang thì sẽ thấy là nó sẽ có xảy ra phản xạ toàn phần liên tiếp ở trên mặt phân cách giữa phần lõi và phần vỏ của sợi quang. Nhờ đó mà tia sáng này có thể truyền đi ở trong sợi quang.